Chào các bạn, quay trở lại clip chơi game Siren Hit quỷ đầu loa của mình nhé. Bây giờ mình sẽ triệu hồi quỷ đầu loa cho bạn xem. Triệu hồi quỷ đầu loa và sinh tồn ở cái hòn đảo này nha. Bây giờ mình sẽ triệu hồi một con bất kỳ này. Siren Hit Norman xuất chiến. Ôi dồi ôi, thế là nó ăn thịt mình luôn rồi. Các bạn thấy chưa, nó bế mình lên nó ăn thịt các bạn ạ. Cái bộ loa của nó có hàm răng rất là chắc khỏe luôn. À nó đang tiến đến gần mình kìa. Ôi trời ơi, chạy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ triệu hồi một con quái vật khác để đánh nhau với cả con Siren Hit. Đó chính là con quái vật Hydra rồng năm đầu. Xuất chiến đi cưng. Lên. Ấy 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 ấy. Tại sao nhà ngươi không đánh con rồng năm đầu ấy nhỉ? Ui nó xì lửa các bạn ạ. Con rồng năm đầu này nó biết xì lửa luôn. Ghê á. Ghê thật. Rồi, tụi bay đánh nhau đi. Bây giờ mình sẽ đứng mình xem. Rồi xong luôn. Sau một cú mổ của con rồng năm đầu thì là con quỷ đầu loa đã làm trọn trong dạ dày của con rồng năm đầu các bạn ạ. Và bây giờ mình đang phải đối phó với cả con rồng năm đầu này, khó phết thế này. Triệu hồi một con khác ra để đối phó nào. Chúng ta sẽ triệu hồi con quái vật Hesabot Giant. Quái vật trẻ con đi đen. Ấy giời ơi. Ghê chưa, đánh nhau đi cưng. Wow, giật tung người rồi. Giật tung người. Hai con quái vật đang đánh nhau. Mình đứng đi xem. Chạy. Ôi, giật. À, hai con này. Ui rồi. Thế là nó hình như là chưa có con nào phải chịu trách nhiệm về hành động của mình hết. Ui, rồng năm đầu ăn thịt luôn cả con Giant rồi các bạn ạ. À, rồng năm đầu này khỏe đấy nhỉ. À, con này khỏe đấy, thế thì mình sẽ đi form. Ui, nó vẫn còn kìa. Trời ơi, đằng sau kìa rồng ơi. Rồng ơi, đằng sau kìa rồng. Ui. Rồng ơi, đằng sau kìa. Cắn nó đi, trời ơi, cao đó. Mình tưởng là con Giant này tèo. À, bất ngờ luôn nha. Lật ngược tình thế rồi. Trời đất ơi, con quỷ này nó khỏe quá các bạn ạ. À. Nó khỏe quá cơ. Nó quá là khỏe luôn ấy. Mình không thể ngờ luôn. Nó ăn thịt con Hydra rồi. Nó tèo thôi, ghê thật. Ui giời ơi, chụp ảnh quả này thì sướng lắm đây này. Con này ghê luôn. Cuồng phong bão tố luôn. Ghê luôn. Làm kiểu lửa đi. Làm kiểu lửa. Camera ghi hình luôn mà. Ê, đại ca ơi. Con này bây giờ nó không thể đánh cho mình nữa. Các bạn biết là sao? Mình đã set nó rồi và nó đứng im rồi. Nó đứng im rồi. Đấy, mày đứng im rồi, đấy xong. Ghê thật. Bây giờ mình sẽ triệu hồi Siren Hit ra để đối phó nhá. À không. Bây giờ mình sẽ triệu hồi cụ tổ quỷ đầu loa Megahorn. Con quỷ đầu đàn nhá các bạn. Lên thùng nào. Đánh nhau đi cưng. Wow. Cái con này mới đầu màu đen này, chứ mà bây giờ nó người nó toàn lửa luôn. Nó mạnh ghê à. Nó mạnh thật sự luôn ấy. Mình không à, sao con này nó cứ vả mình nhỉ, sao nhỉ? Tại sao mày cứ vả đại ca mình thế nhỉ? Rồi xong luôn. Con Megahorn này đúng là cụ tổ của nó loa thật, nó khỏe quá các bạn ạ. Được rồi. Thế thì hai con cụ tổ của nó sẽ đánh nhau. Thì là bây giờ mình triệu hồi hai con cụ tổ nhá. Đâu nhỉ? Đây. Một chiêu nữa đi. Set lot luôn. Fake tool các bạn nhá, muốn để cho hai con quái vật này đánh nhau thì chúng ta phải fake tool. Rồi, hai chú nhóc. Ấy, hai con đang đấu kiếm nhau các bạn ơi. Hai con đang đấu kiếm nhau nè. Sức mạnh ngang ngửa nhau đấy các bạn ạ. Kinh chưa? Bình thường là nó sử dụng sóng âm để nó đẩy lùi đối phương ra phía sau. Nhưng mà bây giờ hai con này nó là sức mạnh nó ngang nhau rồi. Cho nên là không con nào đẩy được con nào. Bây giờ chúng ta chỉ chờ đợi xem là con nào thông minh hơn thôi. Và đánh trúng điểm yếu của đối phương thì con đó sẽ giành chiến thắng. Chứ còn thực lực bây giờ là ngang nhau rồi các bạn ạ. Wow. Ghê thật. Bây giờ ấy hả? Mình sẽ kiểm tra info. Ái chà, con này còn hơn 82.000 máu. Con này còn 82.000 máu luôn. Con này đang tụt dần rồi đây này. Con bên phải còn 77.000 máu thôi. Con bên trái còn 78.000 máu. Không biết con nào sẽ chiến thắng đây. Hai con đang đấu súng với nhau rất là ác liệt luôn. Thật là kinh. Wow. Nói chung là máu nó xem nhau các bạn ạ. À. Không biết là con nào giành chiến thắng luôn. Mình sẽ xa một tí. Bởi vì các bạn nghe thấy cái bọn cụ tổ quỷ đầu loa, bọn quỷ đầu loa, bọn đầu đàn này, Megahorn này,
nó đánh nhau nghe rất là đau đầu luôn. Nghe u hết cả tai. Các bạn có nghe ở ngoài thì nó đau hết cả đầu thật đấy. Ông nghĩ luôn các bạn ạ. Wow, hai con này không con nào chết luôn à. Sao mày gan thật. Nó còn tí máu thôi anh em ạ. Hai con máu đang ngang nhau rồi này. Wow, wow, wow. Ui, ghê à. Để bắt điểm trợ cho nhá. Con nào sẽ chiến thắng đây. Wow. Ghê. Trận chiến này thực sự rất ác liệt luôn. Đang tụt máu khá nhiều rồi đây này. Các bạn thấy chưa? Không bọn cái bọn sai này hết cái bọn quỷ đổ loa ấy. Nói thật cả các bạn thì cái bộ loa của nó có kêu to đấy. Nhưng mà không bằng con này luôn. Cái này gọi là bộ loa siêu khổng lồ luôn rồi. Siêu to, siêu khổng lồ. Nó hết kìa. Đinh hết cả đầu luôn. 36.000, 34.000 đang tụt rất là nhiều luôn. Con nào sẽ chết trước đây? Wow. Ghê à. Nào, tụi bay đánh nhanh nhanh lên chứ nhỉ. Đánh nhanh nhanh lên. Một vả vào mặt. Hai vả. Trả đua nhau các bạn ạ. Con kia ăn vả thì con khác cái con bị ăn vả chúng ta cũng vả lại con đấy. Bây giờ chúng nó đang đấu kiếm, đấu súng với nhau này. Chúng nó đang bắn ra những cái luồng không khí mạnh lắm đấy. Mình đứng đây là mình cảm thấy u hết cả người đấy rồi. Trời ơi. Hai con vả nhau luôn kinh không? Ghê thật. À con này còn 7.800 máu. Con này còn 6.873 máu. Con bên phải có vẻ sắp tèo rồi các bạn ơi. Con bên phải sắp tèo rồi. Con bên phải yếu máu hơn rồi. Xong mình biết ngay mà. Như vậy là con bên trái còn 2.925 máu nha. Con bên trái giành chiến thắng rồi. Các bạn vỗ tay lên. Rồi. Bây giờ mình sẽ triển khai con quái vật Giant Fate run biển. Chiu. Wow, wow, wow. Cắn đi cưng. Cắn nó đi, nó còn một tí máu thôi mà. À, chà 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 chà. Con này nó không ăn thua rồi, nó không đánh được con này luôn. Mày không đánh nhau à cưng? Ơi giời ơi, mày định sao đấy? Lên là cưng. Cắn đi, cắn đi, cắn đi, cắn đi. Đây, nó không cắn được các bạn ơi. Con run biển này không cắn được này. Nó bé quá các bạn ạ. Ôi giời. Thôi được rồi. Nó không đánh nhau được thì mình sẽ triển khai con quái vật khác nha các bạn. Đâu nhỉ? Cái dạng quái vật nào đủ bản lĩnh đây? À đây rồi, megaphone. Xuất chiến. Con này là con mẹ đẻ quỷ đồ loa đây này. Siren Head, mẹ đẻ quỷ đồ loa, megaphone. Đánh nhau đi. Chắc chắn nó con là con megahorn tèo. Bởi vì con megahorn sắp chết rồi. Đấy bạn thấy không? Đi luôn. Nó thậm chí nó còn đánh luôn cả con run biển này luôn. Run biển chết rồi sao này. Úi giời ơi, run biển bị nó dẫm này. Con run biển bị nó dẫm đau vai. Run biển sắp chết rồi. Úi giời ơi, run biển chỉ biết đứng ở đấy chịu chết thôi. Mình sẽ... Con run biển này hình như nó thích ở dưới biển hơn nha các bạn. Mình sẽ lôi ra biển này. Đấy. Úi giời. Wow wow wow. Một cú hét của nó thôi là con run biển này tèo luôn. Ấy, các bạn thấy chưa? Run biển này nó thích ở dưới nước này. Úi giời, nó dẫm cho không ngóc đầu lên luôn. Úi giời, nó dẫm cho. Đau thế nhỉ. Nó dẫm cho như thế thì đỡ làm sao được. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Dẫm như thế mà không chết luôn. Khỏe đấy. Rồi xong rồi, chết rồi. Cuối cùng là con run biển chết rồi. Con megaphone giành chiến thắng rồi các bạn. Được rồi, mình sẽ cho con megaphone này nhỏ nhỏ lại tí nha. Đấy, nhỏ nhỏ lại tí. Nhỏ nhỏ thôi, con này nó to quá. Bây giờ ấy, mình sẽ triệu hồi Siren Hit đắc đánh nhau với cả megaphone. Mẹ đẻ cười đầu loa. Đây, Siren Hit đắc. Úi, con này nó lặn xuống này. Trời ơi, con này nó lặn xuống này các bạn này. Ôi, mất tích luôn. À, đây nó lại lên. Trời, 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 trời. Cái gì vậy? Cái gì đang diễn ra này?
Ui giời, từ từ cho đứng im cái đã. Cho đứng im cái đã. Rồi bây giờ triệu hồi Siren Head tắc. Quỷ đầu loa. Đấy, thấy chưa? Set nó luôn nhá, để cho nó không đánh mình, chứ không là nó tẩn mình đấy. Ok. Fake tool nó cho hai con này đánh nhau. Chiu chiu. Bắt đầu nhá. Lên. Wow, đánh nhau rồi anh em ạ. Thì là đặc tính của con megaphone là mỗi lần mà nó bị yếu ấy thì nó sẽ sinh ra những con săn này hết nha các bạn, nó sinh ra những đứa con săn này hết. Ui giật 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 giật. Rồi chết một con rồi. À nó hai con rồi. Hai con đắc săn hết đã bị tiêu diệt. Con này bỏ chạy rồi các bạn này. Con này bỏ chạy luôn. Úi giời ơi. Ui con megaphone nó tung ra một cái chưởng lực gì đó. Toàn thân nó màu đỏ luôn này các bạn này. Ui máu. Toàn thân nó toàn máu luôn, ghê à. Ghê vậy. Úi giời ơi. Kinh chưa. Trời ơi con quái vật này thật sự rất là sợ luôn. Dẫm này, bụp chưa? Bụp chiêu. Bụp chiêu. Bụp chiêu, rồi xong luôn. Chết luôn rồi. Con này kinh thật. Con này kinh đấy. Các bạn nhìn nó đẹp chưa? Megaphone này, có cái bộ loa to vai trưởng, hàm răng rất là đều luôn, nhọn. Ủa, trong toàn máu nha. Ghê thật. Như vậy cái hòn đảo ngày hôm nay đã thuộc về megaphone rồi, megaphone đã giành chiến thắng. Con megaphone của chúng ta đã giành chiến thắng rồi nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn xem hết video này. Và những bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì ấn vào nút đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để nhận thông báo video tiếp theo. Bye bye, yêu tất cả các bạn nha. Bye bye.